mình sẽ giới thiệu với các bạn các con số chúng mình đã siêu tập được là từ 0 đến 9. Rồi mình đã có số 2 và số 3, có số 4, có số 5, có số 6, số 7, số 8, số 9, 0, số 1. Còn bây giờ tớ lát đây, số 0 là xe ô tô. Nói to lên một tí nào. Bắt đầu đến số 2, à số 1 thì mình sẽ mở như thế nào? Nói đi. Mình sẽ mở cái này trước à? Là sao à? Này lên luôn à. Còn cái này á, tôi có này là mở hơi bị đứt tay nhá. Số 1 mình ngồi bám như thế này, mình đắp như thế này, mình lại lắp xong như thế này, rồi mình lại bỏ xong như thế này, mình lại bỏ sang như thế này, như thế đã hai chân rồi. Con số 2 và con số 6 lắp với hai cô robot này, nói to lên là lắp hai cô robot này. Này số 2 thế này này, đấy như thế này này, và tiếng biển làm số 6 này, tháo cái này ra à, rồi như thế này này, rồi như thế này này, rồi chồng lên đây này. Đấy. Đây như thế này ha. Tên đã xong rồi. Còn bây giờ đến lượt cô thứ ba là chân này là hai chân này là quý chân ra. Nói to lên. Ta chồng lên đây này. Đấy.
chồng lên đấy. Rồi sau đó vậy chồng ta hãy nhờ bố mẹ lắp lắp hai cái cắn này, hai cái cắn cắn đó là khó này, phải ta phải nhờ mẹ lắp thì mới được. Nhưng mà cái này hơi khó nên là sang kế tiếp phần của con số 9 với con số 7 đây. Con số 9 là làm tay này. Đấy, làm tay ghép với con số 7 này. Như thế này nè. Thế này. Rồi ghép vào đây nè. Ghép rồi phần tay cuối cùng đấy là số 8. Đây tôi có lắp cho con không? Con lắp hết đây rồi, bố lắp không? Lắp được. Mình đã được một con robot. Đây hai cái phần tay thế này đấy. Xuống ở trên tay này là hai cái tay này là robot tay. Lát vô đây này các bạn ơi. Vô đây à. Rồi, nhưng mà thôi, đến đây chương trình chúng mình đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tuần sau.